của bác chị mình biết không? Có những cái căn bệnh nó đưa chúng ta đi quy tiền bất cứ lúc nào. Thường chúng ta chỉ sợ những cái bệnh ví dụ ung thư đúng không ạ? À, bây giờ thì chúng ta hiểu thêm về cái bệnh thận thì chúng ta sợ nó. Nhưng có một cái căn bệnh mà của anh chị mình chưa nghĩ đến. Hôm nay Văn hãy chia sẻ của anh chị mình ha. Bệnh này nếu mà của anh chị mình mà không quan tâm đến nó thì nó sẽ gây đến là cái gì? Đột quỵ hoặc tai biến. Mà đột quỵ và tai biến thì của anh chị mình cũng biết rồi. Nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Khi chúng ta đang đi, đang ngồi, đang ăn, đang ngủ hoặc đang làm việc. Nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và nguyên nhân của nó là gì? Rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu của nó, đó là nó làm mạch máu chúng ta bị tắc nghẽn. Ví dụ chúng ta đang tưới đồ bằng một cái đường ống dây nước, ống nước mà nó bị gãy hoặc là bị ép, bị nói chung là bị nghẽn một cái đoạn nào đó, thì cái chỗ ống dây nó sẽ bị phù, dây mỏng quá bể đó, mạch máu chúng ta cũng như vậy. Thì làm vì sao mà nó bị nghẽn mạch máu nó, người ta còn hay gọi là bị tắc nghẽn mạch máu đó, do cục máu đông hoặc là do máu nhiễm mỡ quá nhiều, thành mạch chúng ta nó bị bám những cái chất, ví dụ như những cái mỡ, những cái tế bào mỡ bám vào, lâu ngày thì nó sẽ lớn ra thì cái tế bào, những cái cục mỡ đó nó lớn đó, thì nó sẽ chèn ép cái mạch máu chúng ta, nó làm cho tắc nghẽn. Thì tắc nghẽn thì chúng ta bị cao huyết áp. Cao huyết áp thì chúng ta bị rất là dễ vấn đề là bị đột quỵ hoặc tai biến. Như vậy thì cái cốt lõi ở đây là cái gì? Đó là máu nhiễm mỡ. Máu nhiễm mỡ nó sẽ làm cho gan nhiễm mỡ. Mà máu nhiễm mỡ thì máu đi đâu? Máu nó ở trong mạch máu chúng ta chứ đâu. Lâu ngày vài tháng nó làm sơ vữa động mạch. Sơ vữa động mạch. Tắc nghẽn động mạch. Tắc nghẽn máu. Đó. Ở tim thì đột quỵ tim. Ở não thì đột tai biến não. Tai biến mạch máu não. Rồi. Hai đó chia sẻ rất là nhiều cách. Nhưng thường chúng ta lo làm việc, chúng ta không quan tâm. Đợi khi nào đến rồi thì chúng ta mới gọi là nước tới chân mới nhảy đó. Là như vậy. Hôm trước Hải chia sẻ của anh chị mình là cái cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh lâu lâu chúng ta, nói chung một tuần chúng ta ăn 2-3 ngày, 2-3 lần. Thì cải bẹ xanh đó thì nó hỗ trợ phòng được cái vấn đề máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ rất là tuyệt vời. Mà máu nhiễm mỡ là do đâu? Do cholesterol xấu trong máu quá nhiều. Đó. Cholesterol xấu trong máu quá nhiều thì nó sẽ làm mà gây máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Đó. Rồi. Chia sẻ sơ của anh chị mình để chúng ta có thể hiểu rõ cái tầm quan trọng của cái vấn đề mà máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Rồi. Mà ai của anh chị nào muốn mà biết về cái cách mà để ăn cải bẹ xanh á, thì đơn giản lắm. Hãy chia sẻ hai lần rồi. Thì cải bẹ xanh hoặc là rau cần tàu hoặc là cải bẹ xanh thì chúng ta cứ thêm vào thực đơn cho chúng ta mỗi tuần ăn 2-3 lần. Thì như vậy nó phòng ngừa được máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Mà khi mà chúng ta bị máu nhiễm mỡ rồi chúng ta sử dụng cách nào? Hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình cách. Hải cũng đã chia sẻ rất nhiều cách rồi. Ví dụ như từ cái đài hoa của cái cây bụp giấm đó. Hoặc gọi là cây lá bố đó. Rồi nhiều lắm. Mà hôm nay Hải bổ sung thêm cho anh chị mình cái cách này đơn giản nè. Rồi. Cách đây mấy ngày Hải có chia sẻ của anh chị mình cái này. Các anh chị nhận ra không? Đây. Các anh chị nhận ra không? Đây. Đây là nấm mèo, còn hay gọi là mọc nhĩ. Ai mà không biết nấm mèo, hay cũng thua luôn đó nha. Nấm mèo hoặc mọc nhĩ ha. Mà ai mà kêu nấm mèo khó tìm, hay cũng thua luôn nha. Cái này là Hải tự đi lấy về, tìm về. Còn nếu của anh chị mình thì cứ ra ngoài tiệm mua thôi. Đơn giản lắm. Khi mà của anh chị mình bị hoặc là chưa bị mà chúng ta sợ và chúng ta muốn phòng hoặc là hỗ trợ điều trị thì nó đơn giản như nè. Bài thuốc này thì giúp chúng ta phòng luôn và khi chúng ta bị thì hỗ trợ luôn đó. Hãy chia sẻ rất kỹ cho nên hơi dài, của anh chị mình thông cảm ha. Nấm mèo này của anh chị mình lấy cho Hải là khô là 5 gram, khô là 5 gram ha. Nếu chúng ta bị phòng thì 5 gram, còn nếu chúng ta bị bệnh rồi mà bệnh nặng thì chúng ta lấy 10 gram. 1 kg có 1.000 gram. Thì chúng ta lấy chỉ 10 gram khô thôi. 10 gram khô xong của bán chị mình ngâm ra. Ngâm cho nó nở bự như thế này.
ngâm ra. Ngâm xong, của bác anh chị mình sắc nhỏ. Sắc nhỏ. Nấm mèo này có hai loại, một là loại màu này, hai là loại nấm mèo trắng. Nếu chúng ta có nấm mèo trắng nữa thì mỗi thứ một nửa. Cái này 5 gram, cái nấm mèo trắng 5 gram. Còn nếu không có nấm mèo trắng á, thì chúng ta lấy nấm mèo này 10 gram. Rồi, sau khi ngâm ra thì xong chúng ta sẽ sắc nhỏ, sắc sợi á, bỏ vào một cái nồi. Đổ cho hai nửa lít, 1 lít nước, đổ 1 lít nước. Nếu ai muốn ăn ngọt thì bỏ thêm ít đường phèn. Đường phèn ha, chứ không phải đường cát đâu nha, đường phèn, ít đường phèn. Nấu sắc lại còn hải cho hải còn nửa lít, đổ 1 lít sắc còn nửa lít. Và chúng ta ăn trong ngày, ăn và uống hết cái nước và ăn hết nấm mèo trong ngày. Chỉ cần như vậy thôi, và ăn liên tục như vậy. Nếu chúng ta trị bệnh thì ăn liên tục như vậy. Nếu chúng ta phòng bệnh thì mỗi tuần chúng ta ăn 2 đến 3 lần. Còn nếu chúng ta mà những người mà hay bị dư cân ha, thì thường cái tỷ lệ bệnh máu nhiễm mỡ nó nhiều hơn. À, có một bạn hỏi Hải vậy nè. Chồng em ốm gầy mà sao máu cũng nhiễm mỡ? À ha, máu nhiễm mỡ nó không liên quan đến vấn đề là ốm hoặc gầy nha. Cái vấn đề ốm hoặc gầy á, thì cái đó vấn đề đó liên quan đến vấn đề béo phì. Ví dụ chúng ta ốm quá mà bị béo phì thì quan đường đúng không ạ? Nhưng riêng máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ thì ốm hoa ha gầy hoa là mập thì cũng bị thôi. Thì Hải chia sẻ rất kỹ ha. Nếu muốn phòng thì mỗi tuần ăn như cách của Hải chia sẻ này, từ 2 đến 3 lần, một lần cũng được. Đó, mỗi tháng ăn 4 5 lần cũng được. Nếu chúng ta trị thì mỗi ngày mỗi trị ha. Và bài thuốc này rất là tuyệt vời. Có một cái cô cổ comment cho Hải, Hải sẽ để trên màn hình cho cô bán chị mình đọc ha. Đó, cô bán chị mình thấy tuyệt vời chưa? Chỉ cần nắm mèo này thôi là cô bán chị mình đã có được một cái cách để giúp sức khỏe chúng ta tuyệt vời, là hạn chế cái vấn đề mà bị máu nhiễm mỡ gây nhiễm mỡ. Mà máu nhiễm mỡ gây nhiễm mỡ như đầu video Hải đã nói rồi, nó rất dễ giúp chúng ta quy tiên bất cứ lúc nào. Đó, rất tuyệt vời của bánh chị mình. Nấm mèo này rất rẻ nha của bánh chị mình nha, rất rẻ. Hãy lấy về rất là nhiều này. Nhưng mà ở ngoài á, người ta bán á, thì cũng không có mắc đâu. Mua về uống như vậy, thần dược là của bánh chị nè. Còn ai mà bị thiếu máu á, của anh chị mình cứ lấy nấm mèo nấu với đậu phộng á, lạc á, đậu phộng á, nấu ăn vậy đó. Chúng ta muốn ăn mặn thì nêm muối, chúng ta muốn ăn đường thì chúng ta nêm đường, ăn ngọt thì chúng ta nêm đường, cứ nấu ăn vậy đó. Cứ ngày ăn lần hoặc là tuần ăn 2 3 lần thì như vậy nó cải thiện cái vấn đề thiếu máu. Đó, thiếu máu rất tuyệt vời từ cái nấm mèo này. Như vậy thì hôm nay Văn Hải đã chia sẻ xong cho quý quán chị mình những công dụng rất là tuyệt vời từ cái nấm mèo này. Mong rằng nó có thể giúp đỡ được của anh chị mình ha. Tuyệt vời chưa? Rồi. Cũng bây giờ Văn Hải chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Bây giờ Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Văn Hải Channel vào video tiếp theo.